sau này mình muốn làm công việc liên quan đến ngành quan hệ quốc tế mà mình lại có hứng thú với ngành phát triển nông nghiệp. Đó là lý do tại sao mình chọn ngành phát triển nông nghiệp của Đại học Tokyo, của Đại học Nông nghiệp Tokyo. Trong quá trình luyện thi và học ở Nhật Bản thì mình biết là sẽ tốn rất nhiều thời gian, chi phí và công sức, nhưng mà mình nghĩ sau này nếu mà mình muốn làm công việc liên quan đến ngành mình yêu thích thì nó cũng sẽ là một cơ hội mà mở rộng hơn cho việc mình tìm những cái ngành và những cái dự án mà mình làm và liên quan đến cái ngành mà mình hứng thú. Trong quá trình mà tìm hiểu về các trường đại học mà sẽ thi thì mình thấy các giáo sư của trường đều là những người có kinh nghiệm và có uy tín ở trong ngành, đặc biệt là các giáo sư thường có những cái nghiên cứu và dự án ở các nước đang phát triển như là Việt Nam. Thì mình nghĩ việc học đại học sẽ giúp mình có cơ hội tiếp cận trong cái dự án nghiên cứu và giúp mình có cái cơ hội tốt hơn trong việc xin việc sau này.